Quan sát thật kỹ thì toàn thể các bác thợ bẫy có thể nhìn thấy cái chất lượng lò xo mà bên em đang quay trực tiếp để các bác nhìn thấy được. Và đây là trong một trong những cái chiếc lồng dành cho toàn thể các bác đánh chồn cầy cáo mèo, đánh chuột, đánh đa di năng. Các bác có thể đánh kinh tế ở trong rừng hoặc các bác cũng có thể đánh mèo đợ, mèo nhà cũng được. Đấy, đây là một trong những cái mẫu lồng thủ công mà bên em đang cung cấp đến toàn thể các bác rất là mạnh. Cái điều đáng nói và em muốn đưa đến cho toàn thể các bác ở đây đó là chất lượng của cái mẫu lồng này. Thì các bác hãy quan sát và để ý thật kỹ nhé, vì cái chất lượng lồng của cơ sở bên em sản xuất nó sẽ khác hẳn so với những cái mẫu lồng của các đơn vị khác, khác ở cái phần lò xo này, khác phần ở phần mối hàn này. Vì nhiều đơn vị em thấy cũng cung cấp khá nhiều nhưng mà cái lò xo nhìn nó rất là xấu, và thứ hai nữa thì cái độ mạnh của cái lò xo nó gần như là không có. Và cái điều tiếp theo đó là phần mối hàn. Mối hàn thì người ta cũng rất là chú trọng đến tay nghề. Đấy, nhiều chỗ là người ta chỉ cần dí hàn là được, dành cho những người thợ không chuyên vẫn có thể sản xuất được. Thế nhưng mà bên em thì khác hẳn. Những mối hàn cũng rất là gọn gàng, cực kỳ chắc chắn. Đấy chính là những cái điều mà em muốn đưa đến cho toàn thể các bác thợ bẫy. Và với bác nào mà muốn mua về bẫy thử mà chưa biết cách sử dụng thì đây. Ở đây cái bàn đĩa hay các bác gọi là cái bàn dẫm. Cái này là sẽ để thức ăn để cho con thú nó dẫm lên hoặc không cần cũng được. Hay các bác có thể chế thêm một cái bàn dẫm nó to. Ví dụ như là cái kích thước của cái lồng của nó là 30 thì các bác hãy làm cho em cái chiều rộng của cái bàn này nó lên đến tận 28 đi. Đấy. Về cái chiều dài thì nó như thế này thôi là cũng được rồi, nhưng mà cái chiều rộng nó cần phải rộng hơn để nó lấp kín cái phần diện tích khi mà con mèo, con thú của các bác nó muốn đi vào để kiếm mồi bên trong này. Đấy, ví dụ như này nhá. Đây này. Các bác làm nó diện tích nó rộng như này thì bắt buộc nó phải trèo lên cái đĩa này nó mới vào bên trong kia được. Các bác đặt cho em một cái hộp mồi bên trong kia, hộp mồi sống, hộp mồi chín tùy theo các bác cảm thấy mồi sống với mồi chín hiệu quả thì các bác có thể sử dụng. Và đây là cách sử dụng này. Các bác gài cho em hai cái phần thanh sắt thì nó thành chữ thập ở bên trên này. Đây, luồn xuống bên dưới này nhá, luồn xuống dưới cái phần chữ U này. Đấy. Sau đó các bác gài cho em hai cái này nó thành chữ thập ở với nhau. Các bác gài mớm thôi, gài càng mớm thì cái độ nhạy nó càng nhiều. Đấy. Sau khi gài xong thì các bác tiếp tục quan sát đến phần cửa lồng này. Đối với những cái đơn vị mà cung cấp những cái mẫu lồng mà nó không chất lượng thực sự thì khi mà gài như thế này này, cái phần cửa lồng nó cũng bị vát xuống như cái mái nhà. Thế nhưng mà các bác nhìn này, lồng bên em này khi gài lên nó căng phình lên và theo một cái mặt phẳng luôn so với mặt lồng. Thế chính vì vậy mà khi mà con thú nó có đi vào nó cũng không nghi ngờ gì cả và cũng cảm thấy không vướng. Ngụy trang thêm một ít lá cây tươi hoặc lá cây khô lên bên trên này nữa thì các bác có thể đi bẫy một cách hiệu quả. Về kích thước của lồng thì bây giờ em sẽ đưa đến cho các bác cái kích thước chuẩn, và bên em cũng chỉ cung cấp một kích thước này thôi. Vì trước kia có cung cấp những cái mẫu nhỏ hơn nhưng mà thực sự nó không hiệu quả. Chính vì vậy mà bên em bây giờ rút ngắn gọn lại. Với cái mẫu lồng này, chiều rộng của nó là 30 cm và chiều dài là sẽ là 50 cm. Chiều cao là cũng là 30 nhé toàn thể các bác nhé. Đấy là kích thước chuẩn của mẫu lồng này. Chất liệu thì đều 100% bằng thép chống han gỉ, khung bằng thép này và bao bọc cũng bởi những cái lớp thép ô vuông như thế này, đều chống han gỉ hết nhé. Đấy, chống han gỉ và độ bền của nó rất là cao của cái mẫu lồng mà làm thủ công. Các bác biết đấy, tất cả những cái gì mà làm thủ công, kể cả quần áo hay may mặc đi chăng nữa, khi mà may thủ công dưới tay người thợ thì cái độ chắc chắn nó cũng hơn rất là nhiều so với những cái hàng công ty may đại trà. Và chính vì vậy đây cái mẫu lồng này cũng tương tự như vậy. Và giá hiện tại của nó bên em đang cung cấp sẽ là 250.000 đồng một lồng, giá đã bao gồm phí ship vận chuyển. Các bác nhận hàng sẽ được quyền kiểm tra và test thử nhé. Đấy, sau khi mà em test thử cho các bác này, ở đây nó có cái thanh sắt chạy từ trên này xuống, nó giữ chặt lại cái phần cửa lồng. Đấy, giúp con thú của các bác không chạy qua được. Đấy là cách sử dụng và chi tiết về mẫu lồng ngày hôm nay, một trong những mẫu lồng bẫy đa năng hiệu quả nhất. Bác nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp nhé. Bên em rất là mong sẽ được nhận những cuộc gọi từ toàn thể các bác. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.